Súng đang bị hỏng anh em ạ. Đây là một cái đầu 6 cây dành cho cái củ chim sẻ này. Rồi nó lại hỏng tiếp rồi. Hỏng đồng đều luôn. Rồi có voi luôn, hai voi bầy hiêu quả đầu. Rồi một bài ở của góc 1 giờ và đây là một thế bài khá là khủng để chim sẻ đang có thể có một bài đánh chắc nhà. Rồi chuẩn bị cơ cấu chiếc nhà BS tiếp theo, chiếc BS 2 cái thang gỗ dành cho cái củ chim sẻ nhà ăn và giải quyết con voi này thôi. Và vẫn đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ tư trong buổi đầu giữa chim sẻ nắng và Game Tiểu Lâm. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Là có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi và quay trở lại với trận đấu này. Con voi thứ hai chưa sẽ đưa về. Bài đang có hai voi bầy hiêu đầu. Quả đầu thì có 6 cây thôi. Và bây giờ sẽ là S3. Hy vọng đi ra bên ngoài để nhặt thêm được một vài con voi nữa hay là có quả phụ thứ hai thì cũng là ok luôn. Bài lại càng khỏe hơn. Còn nếu không có thì đành là phải ép tròn bài này thôi. Con voi tiếp theo sẽ đưa về bởi vì đang ăn thêm cả sư tử nữa rồi anh em ạ. Cũng cả sư tử luôn rồi. Giải quyết con voi này, con voi thứ hai thành công. Bây giờ chúng ta có thể đẩy xe giò đi để xem Tiểu Lâm có bài đấu như thế nào. Trận trước là một trận đấu Tiểu Lâm đánh có 2-3 dân dâng Nga và nhà game thủ chim sẻ nhưng đã không thể hạ được game thủ chim sẻ nắng và thất bại. Còn trận này thì cũng chờ xem Tiểu Lâm ấy sẽ lựa chọn chiến thuật gì khi đối đầu với game thủ chim sẻ nắng đây. Vâng, dừng dân và kích đời luôn, như vậy là 7 phút 2 hit với 25 dân. Anh em nào xem trên Facebook mà vẫn đang gặp phải hiện tượng giật lag thì các bạn có thể chuyển sang kênh YouTube chim sẻ nắng AOE nhá, hoặc anh em có thể theo dõi trên kênh TikTok chim sẻ nắng nữa anh em ơi. Bọn em vẫn đang đẩy cố gắng đẩy cho anh em trên ba kênh sóng đây. Rất mong là anh em ủng hộ. Buổi tối ngày hôm nay thì mạng đang thực sự gặp vấn đề anh em ạ. Facebook lag lòi ra luôn, kinh thật đấy. Đây thêm một bầy hiêu nữa. Rồi bầy hiêu này thì chắc là lùa một đến hai con về với BS3 này để có thể khai thác dành cho những chủ chim sẻ thôi. 25/28 là thắp đại dại dành cho bài đấu này. Lùa nốt con hiêu này về thôi. Cả chim rồi, gom dân chuyển động ra điều kia. Bài 25 dân cộng 1 sẽ kích 9 bốn x tới từ cái chủ chim sẻ nắng. 700 thịt, 500 gỗ rồi, lượng gỗ đang quá khỏe tới từ cái chủ chim sẻ. Và đây sẽ là chiếc nhà BA. Và đây sẽ là chiếc nhà BM. Cộng BM vào trong. Rồi để kín luôn cộng 1 dân và BA. Lên đời sớm dành cho cái đội chim sẻ nắng chết 1 dân. Tiểu Lâm chết 1 dân anh em ạ. Tiểu Lâm bên kia là bài chết dân thì mình nghĩ là lợi thế vẫn đang có quá lớn đấy từ cái đội chim sẻ rồi. Cơ cấu ra ruộng phát triển, nâng chặt gỗ. Lượng gỗ quá khỏe luôn rồi anh em ạ. Kích lại chặt gỗ nào. Ok. Giờ thì quấn hết ruộng luôn. Quá nhiều gỗ. Với 3 BS ngay từ đời 1 nên lực gỗ sẽ đang cực kỳ khỏe và tha hồ có thể đắp ruộng trận đấu này luôn nhá. Rồi mình nghĩ là hai trận nữa hạng mục Tiểu Lâm nhanh chóng đánh kèo 3-3 thôi. Hy vọng ngày mai thì với cũng không còn lỗi lầm gì nữa, anh em xem kèo cho nó mượt. Chỉnh lại dân ruộng một tơn. Bây giờ chúng ta sẽ chốt e dần để căng đến VA. Cái mặt 12 giờ thì căng từ cái BB đến cánh rừng bên ngoài luôn. Thì đó là một bài đấy rất kín đấy từ cái đủ chim sẻ rồi. Và rất mong anh em thông cảm trong buổi tối ngày hôm nay khi mà Facebook đang bị lỗi anh em ạ. Các nền tảng khác thì đều ok nhưng mà mỗi Facebook lỗi thôi. Anh em nào mà xem mà bị giật lag thì anh em có thể chuyển qua ứng dụng YouTube. Bọn em vẫn đang phát trên cả YouTube và trên cả TikTok nữa anh em nhá. BA thứ 3 được thiết kế đến từ cái thủ chia sẻ đang chờ khai thác nốt cây quả này để vẽ thêm một chiếc ruộng nữa. Đây là BA thứ 4 và bài này thì có thể đánh 5A được. Lên sớm hơn đối thủ rồi. Thực ra bài lên sớm hơn thì cũng có thể đánh 4A xong dân phát triển. Không gì phải vội vàng quá cả. Rồi thêm ruộng nữa. Chụp cái ruộng này em ơi. 4A tới chim sẻ và thêm một chiếc ruộng nữa ở khu vực này. BG đầu của mình. Bây giờ căng ngang từ BB đến cái đường kia cũng đã kín luôn. Ruộng đường rất nhiều. 4A vắt đều luôn dành cho cái chim sẻ. Rừng khỏe, 4A gỗ 2 luôn. Tiểu Lâm thì ở góc 6 giờ kia rồi. Đơn đầu tiên giảm 1 dân. Cầm gỗ 2, nâng lại. Ok, gỗ 2 thành công và thêm một cái BE nữa ở đây. Căng dần đến mặt này rồi. Bài rất đẹp đến từ game thủ chim sẻ nhá. Map như map vẽ luôn. Map này sinh ra giành chiến thắng nha anh em ơi. Em chào anh Phạm Trường nhá, hello anh em.
Facebook sẽ bị lỗi tiếng được à? Alo? Anh em ở bên Facebook có nghe thêm nói gì không ạ? À? Anh em ơi? Bên YouTube anh em đang bảo xem mượt hôm nay. Bên Facebook thì nó bị khựng lại cả anh em ạ. Nó kiểu cả nhắc một tí. Trên YouTube thì nó ok rồi. 37/44 là tham loại tại dành cho cái thủ chim sẻ. Và đây là cái nhà BB của cái thủ Tiểu Lâm. Có 2 đã lên xong, tương tiếp theo tương 2 thủ chốt 1 e nữa là kín nhà. Mặt này Tiểu Lâm đang bò rất chắc với một chiếc nhà BB, một chiếc nhà BM. Xong thì một tỉa rồi, bài này bạn là bài chết một dân. Còn đây là cung đường Tiểu Lâm 5 me. Ai dạ. À không, đây chỉ là 2 tơn. Thêm ruộng nữa lên chim sẻ, bài này mình nghĩ là đánh phát triển cũng ok thôi. Quan trọng là nhà BA này bạn đang có cái thế như thế nào. Cái hướng công của chim sẻ đang nó sẽ như thế nào rồi. Chúng ta bắt buộc công mặt bên tay trái BBM đội bạn rồi. Và đang muốn bắt 2 tơn này của Tiểu Lâm dành cho cái chim sẻ. Lượng quân chúng ta cũng chưa đủ để bắt. Bây giờ thì sẻ cần phải tăng nhà BA thứ 5. Thêm một chiếc ruộng nữa rồi đã. Rồi giờ ra tăng ngay. Được khỏe rồi. Tăng BA thứ 5 được rồi. Để đảm bảo lượng quân với đội bạn của bạn giống như là bài đánh 5 an từ đầu. Rồi tiếp theo thì một chim sẻ có đầu 3 và nhau từ ngày 1 cậu với Tiểu Lâm luôn. Rất nhanh chóng và ngay lập tức là 1 đều. Và sẽ là 2-1 Tiểu Lâm. 3-2. Trận đấu liên tục rồi. Một VE đến từ một chim sẻ. Rất gian từ Tiểu Lâm chung tử. Ngày chạy. VA thứ 5 đang trong quá trình thiết kế. À, đang sắp đều 4 nè. VA thứ 5, VA thứ 6. Điều này thì 6-3 thoải gà mái anh em ạ. Chạy vũ trọng quý nha, chào anh em. Em chạy nghiêm lê nhá. Anh em thông cảm, buổi tối ngày hôm nay Facebook đang gặp vấn đề anh em ạ. Cái này là do mạng nội bộ Facebook nó gặp vấn đề thôi. Em đẩy cả trên Cyber cũng như là ở nhà đều không được. Bây giờ thì chúng ta có 5.000 anh em theo dõi trên fanpage game thủ chim sẻ đây. Một vài anh em thì sẽ xem rất ok, một vài anh em thì lại gặp phải điều giật lag. Điều nó bắt đầu công vào dãy nhà BE với thủ chim sẻ rồi. Chúng ta đã có tất nhiên sẽ gỗ 2, đội bạn thì cũng đã gỗ 2 luôn rồi. À không, gỗ 1 thôi. Tiểu Lâm đang gỗ 1, chưa có gỗ 2 và còn cả phụ bây giờ bên đây. Nhưng bài này lực vẫn khỏe nên thủ chim sẻ và đang kết nhận gần với Tiểu Lâm. Liên tiếp xuống điều R với 6 nhà BA bắt đều dành cho game thủ chim sẻ nắng. Một đang vào chê sao xe đánh gà thế gì? Đấy, xin coi. Rồi chơi luôn. 61/76 là tham loại tại dành cho game thủ chim sẻ. Tiếp tục dí vào những đơn vị cùng R của game thủ Tiểu Lâm. Đẩy bay hết quân đội bạn luôn. Xuân Tử đang ngồi cạnh và thắc mắc bảo sao mà bị bắt quân, một quân vẫn đông hơn Tiểu Lâm. Này tôi không biết trả lời như thế nào. Đây rồi, đây cũng là Tiểu Lâm ở nhà BA các bạn đây. Đã nhìn hình rồi. Một tơn sẽ găm vào cánh rừng già đối phương để đứng sau rừng tỉa gỗ đội bạn. 6-3 vẫn đang bắt đều đến từ cái thủ chim sẻ. Ruộng đường rất đều anh em nhá. Tham lai 7x tới từ cái thủ chim sẻ nào BC thiết kế và bắt đầu bung nhà chính ra để có thể khai thác gỗ cũng như là phát triển xong dần đều hơn tới từ cái thủ chim sẻ. Tuy nhiên nên tách một vài dân nào vàng, những mỏ vàng sẻ nó đang ở vị trí hơi xa xăm so với những cái BS cũng như những nhà chính của cái thủ chim sẻ nắng anh em ạ. Hơi xa một tí. Rồi bắn vào nhà các bạn thôi. 8x đó là tham lai cái thủ chim sẻ BA thứ 7 rồi. Rất nhiều nhà BA từ đủ chim sẻ nắng rồi anh em ạ. Kỳ khỏe cũng rồi Tiểu Lâm. Đấu rồi. Đầu tiếp theo dồn lên. Nãy giờ ta mới tỉa được 12 dân đối phương rồi. Chẳng có Tiểu Lâm chưa ăn được dân nào chim sẻ cả. Vẫn là những cuộc đấu quân đến từ cả hai game thủ. Thêm một vài chiếc nhà BA nữa, nhà chính xong quá nhiều dân rồi. Rất nhiều dân trong nhà chính. Có làm thì cái nhà chính nữa trên mặt 12 giờ thì làm. Cái rừng trên mặt 12 giờ 2 BS đang ở rất là xa. Ở đây thì và nằm xuống ngay 2 cung đường. Rồi tên này cũng lao vào. Và 2 tên lại mình nghĩ là Tiểu Lâm chả cửa gì đỡ cả. Tỷ số cho 3-1 thì chim sẻ thôi. Chụp luôn, tránh lưng Giao Huy nha, chào anh em. Rồi, ai à, đồng phết nhờ. Mai em thi tiếng anh Hải. Văn lưu chúc em phát, ok em ơi. Mai thi tiếng anh em cứ chọn toàn A bán A cho anh. 100% khoanh hết A, kiểu gì cũng được 5 điểm. Đồng kiểu vua em nhé. Chọn hết A cho anh. Anh mới quen với Tempo này, em yên tâm đi. Tạm lại 85 đến cái thủ chim sẻ. Anh em nào thi trắc nghiệm cứ chọn hết A thôi. Và trận đấu tuần này thì sẻ đang hơi thua so với game thủ Tiểu Lâm anh em ạ. Hơi sâu, Tiểu Lâm đầu máu à. Chưa, nhưng mà sao cảm giác đấu thua sâu thế. Và sẻ vừa nằm trong tân quân rất to đấy. Đang bung thêm nhà chính để có thể khai thác vàng và bung nhà chính ra ngoài ăn gỗ rồi. Giờ mượt rồi, nãy lắc lòi, ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. 4 x dân đến Tiểu Lâm và sẻ là 5 x dân.
hơn rồi bạn 10 dân rồi. Bây giờ thì lại tiếp tục bung nhà chính ra, xong dần đều ăn cả vàng ăn cả gỗ tùm lum cho ra vàng chưa. Tụ quân đến từ cái thủ chim sẻ chưa đóng xong nhà chính ăn vàng, bây giờ bắt đầu đào vàng. Chúng ta sẽ phải có công nghệ đó chính là đầu máu, chuyện đơn vị cung R nữa anh em ạ. Nghe thằng Hải là mai trượt đấy em ơi. Ok anh em, đó là một trong những cái cách, ví dụ đây là trong trường hợp anh em không biết gì, còn tất nhiên câu nào biết thì anh em vẫn chọn đáp án đúng thôi. Câu nào mà không biết cảm thấy không chắc chắn thì cứ á tất. Đây là kiểu gì cũng có điểm. Tham lai 101 đến từ ý thủ chim sẻ rồi. Tiểu Lâm vẫn chưa thể đi công được anh em ạ. Tham lai là 107. À không, bây giờ anh ấy bắt đầu đi công và đó là một chiếc BB. Bị nổ không? Vâng, bị nổ mất BB rồi. Và đối phương quân tấn công là chim sẻ. Sẻ cũng lao vào nhà đội bạn một tơn và chờ quân ở nhà giật ra để có thể đỡ. Khu vực 12 giờ tràn ra đối phương. Và lựa chọn của ý thủ chim sẻ đáng rồi, bạn vẫn cắp một tấn quân ở nhà. Mặt 12 giờ bắt đầu bị nick vào. Tham lai là 102 dành cho cái thủ chim sẻ. Một tấn quân đi công rất to tên Tiểu Lâm, nhưng ở nhà anh ấy sẽ gãy. Tấn tiếp theo nở ra thì sẻ sẽ đỡ nhà được. Vâng, nở một tấn ra thì sẽ rất nhiều cung R. Tham lai nở số là 104 dành cho cái thủ chim sẻ, vừa công vừa thủ nhà. Ở trong tình huống này và cả dân ra thì quẩy Tiểu Lâm rồi. Cũng cần phải góp quân chuẩn hơn ở mặt nhà BA vào khu vực 12 giờ để có thể đỡ dành cho cái thủ chim sẻ đáng. Tham lai 88 tới từ vài đấu này rồi, thêm một tấn quân nữa nở ra ở nhà không còn là vấn đề. Mất một vài chiếc dụng 12 giờ và mất hai mẫu dụng chiến đấu không ảnh hưởng. Đã còn hai mẫu dụng bên ngoài, một cái dụng chính và cái dụng tại BG đầu phải gà mái luôn. Chốt e dụng kín lại bắt quân đối phương. Bắt dần đi công của bạn cũng đã phải vác dân ra để quân. Và tên 12 giờ này sẽ không cửa chạy cho Tiểu Lâm nữa. Đầu máu đã lên xong. Tới từ game thủ chim sẻ rất đông cung R. Tới từ vài đấu này và dồn thêm một tên nữa lên. Bây giờ sẽ dồn quân liên tục lên nhà Tiểu Lâm anh em nhé, không để cho đối phương có cơ hội để có thể thở được, đánh cho tắc thở luôn. Còn một tên ở nhà BA rồi, bạn ấy cũng bị súng rồi. 3,1 để bắt quân ở mặt 12 giờ. Sau đó dồn tốt tên này lên nhà đội bạn là mình nghĩ ok. Và Tiểu Lâm đang 7E bắn nổ E này, nhưng mình nghĩ là khó để thể dí vào sâu hơn bên trong. Không, Tiểu Lâm có thể sẽ dí được. Uầy, nhiều ruộng thế, phải ngược luôn. Ok, lên nào thì tất tay nào. 88 là sau này đủ chim sẻ đừng bắn mọi chỗ rồi. Thêm một tên nữa dồn lên và đen e lấy lại gỗ nào. Ok, xong lại dần đi, rất nhiều nhà chính rồi và tham lai chim sẻ là 90. 78 cái nhà BA xong đều và tên con to dồn lên. Đấy, một tên siêu to khổng lồ, hiện ra đã có cả cái tên 12 giờ ở đây rồi. Lần này là mục tân. Đấy, xem anh Tiểu Lâm sẽ đỡ nhà tên này kiểu gì anh em ơi. Tham lai là 94 dành cho những thủ chim sẻ với bài đấu này và ốp nhà Tiểu Lâm rồi, nâng tỷ số lên 3-1 nào. Và bạn Tuấn thì đang xem là ba chiếc cũng đang xem phim hay là đang ngủ nữa. Cơ cấu thêm ruộng, bung nhà chính cho đào vàng, rất khỏe để thủ chim sẻ rồi. Kết thúc game thủ Tiểu Lâm nào, thêm một chiếc nhà chính mới. Ốp tơ này thì không thể nào đỡ được nữa rồi anh em ạ. Tơ này ốp là tơ để kết thúc rồi. 7.000 anh em đang có mặt trên fanpage của ý thủ chim sẻ đáng. Các bạn có thể cho mình xin một like, nút chia sẻ cho livestream của anh em ơi. Các cụ ơi, lên rồi, tỷ số là 3-1 dành cho ý thủ chim sẻ trong buổi đầu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết sớm của Tiểu Lâm ngay sau đây anh em nhá. 3-1 dành cho game thủ chim sẻ đáng anh em ơi. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm dành cho game thủ Tiểu Lâm ngay sau đây thôi. Em chào anh Hoàng Quốc Việt nha, chào anh em. Đấy, không thở luôn chứ gì nữa. Tắt thở. Rồi, đây sẽ là trận đấu tiếp theo. Tiểu Lâm vẫn sẽ lấy màu 7 rồi và anh COQ thì vẫn theo dõi màn máy game thủ chim sẻ. Đây là màu 2 từ game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Chấm cái E và làm vòng đi dò.
Rồi nhá, dạo này Facebook bị lag. Một lần nữa xin thông báo anh em nào xem Facebook lag quá thì các bạn có thể chuyển sang kênh YouTube Chim Sẻ Nắng Ao anh em nhá. Ngày hôm nay em cũng không biết phải xử lý cái Facebook này như thế nào nữa. Cày ghê. Đang tìm quả đầu của mấy hiêu đi chim sẻ. Rồi, hiêu gần rừng đây rồi, quả đây rồi. Làm VS nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ thôi. Mắc beo. Bảy hiêu đang có được ít nhất là 5 con từ cái bộ chim sẻ nắng. Rồi, giải quyết trước 2 con đã. Con này là con thứ 3. Ê, ê, ê. Lõi. Không con chạy ra ngoài kia rồi. Bảy hiêu mỏ quả tới từ cái bộ chim sẻ. Vẽ đường cho hiêu chạy nó là như thế đấy bạn. À, lùa với hiêu về. Không biết là có lùa được về không đây. Và giờ bắt buộc phải đưa hai hiêu này về anh em ạ. Rồng rắn lên mây thôi. Hay nhờ. Vẫn giật được hai con này về các cụ ạ. À, chấm nghe sắt tường để lùa con hiêu sắt mép ra. Ake Nathan Ake ở Man City rồi anh em. Hay đấy. Ok nét rồi. Để vòng nữa đi dò tới lũ chim sẻ và giải quyết hai hiêu này thôi. À, vượt một nó xa hơn một chút. Rồi cuối cùng thì nó vẫn xa. Rồi con này thì ok hơn, ngon hơn rồi. Chấm nghe nữa và làm vòng đi dò. Bài rất khủng. Máy tính cũng xem được, còn điện thoại thì lại xem được. À ok anh em. Trên TikTok là bình luận viên Sơn Tùng MTV anh em nhá, tránh Nguyễn Diện ạ. Đây sẽ trên nhà BG để có thể khai thác mỏ quả đầu của mình tới từ game phụ chim sẻ nắng. Một mỏ quả 7 cây, một cây hiệu đầu 5-6 con gì đó. Đang dò thêm đồ nữa. Nếu thì ép đời nhà lại khung rồi. Tiểu Lâm có dâng ngang nữa, không để dành cũng chờ. Ây. Ây. Mày quá các cú ơi. Mày quá này. Rồi. Đúng rồi, Huy đã dùng dịch nó test máy rồi. Xin lỗi, Huy thì đang xem chiến tranh anh em nhá. Để đang bảo map này quen quá như đánh rồi. Như vậy là sẽ báo lên map này trước sẽ từng dâng ra vào đây rồi. Em không nhớ. chim sẻ dùng chuột thì chơi game thì mình được biết là chim sẻ đang dùng chuột Fullland anh ơi. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đang có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm cho anh em bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok, và quay trở lại với trận đấu này như kiểu là nhớ map thật anh em ạ. Phi một mạch ra mỏ quả để bù. Ảo ghê. S3 rồi. Bài lại khỏe anh em ạ. Nhiều đầu, quả phụ thế thôi. Xeng thì vậy, cần gì nhiều. Bạn test xeng đi, bạn test gì AC. Con hổ mà thằng Hải nó lại bảo là con chó. Kỹ năng sống kém quá. Ok anh. Với cá nhân em thì cứ con nào cắn mình thì con đấy đều là con chó. Ây à, 24 dân đến từ anh Tiểu Lâm nhá. Ra đấy. Quảng cáo cũng rất chi là thuộc luôn à. Đúng rồi anh ơi. Khi mà nhà chợ Richman đã đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio một khoảng thời gian rất là dài như vậy, thì đến những bình luận viên như em bắt buộc là phải nhớ những cái slogan, những cái lời thoại quảng cáo thôi. Giờ không nhớ nữa thì còn thua. Làm sao để truyền tải cho anh em còn phải nhớ cả cái slogan quảng cáo này của nhà chợ Richman nữa cơ. Đó mới là thành công được anh em ạ. Nhắc đến những cái sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho nam thì chắc chắn là nhớ đến Richman luôn rồi. À đây cũng kiểu bữa như này thì ai mà chịu được. Ôi cày ghê. Chơi bài này thì chịu rồi anh em ạ. Rồi ẩn thân chi thuật anh em nhá. Đố anh tìm được em. Bỏ hết nhà lại luôn. Em chào anh Đặng Tùng Vi nhá. Không nghe.
Với bạn anh 24 dân dâng A sẽ quyết định là trốn đấy anh em ạ. Chúng ta hãy cùng nhau đi trốn. Hy vọng năm sau được vào Nha Trang gặp anh Đặng Tụng Vi cái. Thế vài chiếc ruộng nữa đến từ cái đội chim sẻ. Tránh tùng lai nhá. Đội bạn anh 24 dân sẽ chơi bài chắc luôn. Hay là đen hẳn cái BG đi cho nó kỹ. Ai ở đây rồi. Các bạn đứng chờ sẵn ở đây rồi anh em ạ. BA đây này. Kinh chưa. Anh Lâm ấy quả dâng quả BA nó chí chứ. Đường A như này thì đợi khi nào bắn nổ E thì lúc đấy em có cung R đứng trong tỉa ra rồi. Vâng, đang bo bế kín nhà đấy, chim sẻ bắt đầu tăng A rồi. Tránh Hùng Bách nhá, tránh Hải Long ạ. Hello anh em. Tôi bây giờ xem mượt lắm sao anh em bên nhà cứ bị lag và sao nhỉ. Đúng rồi anh ơi, cái này thì tùy thôi. Tín hiệu lúc được lúc không anh ạ. Tránh Tiến Béo nhá, 4A có 2 đứng thủ trong à. Hay 5A. Chờ. Rồi như vậy là 5A đến chim sẻ. Thế gọi là chiếc võng này rồi. Bủa vây rồi. Rồi chôn thôi cái em bên dưới thôi. Tôi xem bên Hàn cũng vượt à. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Rồi chết cho xem em nữa thôi. Rồi anh thấy team Hồng Anh. À rồi team Hồng Anh vào trên trang em thấy rồi. Cơ cấu nhà cửa đây. Cháy chân Hùng nhá. Có cung R rồi anh em ạ. Xóm phết đấy. Bài 24 dân cộng 1 gặp bài 27, à 26 dân cộng 1. Đây. Xong rồi, tuần tiếp theo gặp mà. Đấy, cứ thằng nào vào là bắn thằng đấy. Rồi, phải nghe đây. Câu giờ thì khoảng thời gian nữa đã cho nó vui vẻ mát mẻ đi. Cuộc sống mà. Rồi đây. Đốt E thì đóng E mới. Tham lai là 38/40 dành cho cái vụ chim sẻ trong trận đấu này. Thì nó vẫn đang đứng bên ngoài, chúng ta đứng cứ đứng trong. Chúng ta bền lực, chúng ta phải đóng E liên tục đến từ cái vụ chim sẻ thôi. Các bạn chuẩn bị tỉa rừng rồi. Lúc nào cũng bị tỉa cái chúng ta đổi hướng sang cái rừng bên phía tay trái. Rồi, mời em vào. Vào chơi em đi. 33 dân đến từ cái vụ chim sẻ. Tham lai đè nhẹ một chút thôi. Đây nói chung là cũng gần gần thôi. Tiểu Lâm hình như cũng ra dân. Như đội bạn cũng bo quanh nhà chim sẻ để không được sẻ ra ngoài rồi. Ok đấy thì anh đốt đến ngày kia cũng được. Và bắt đầu lao ra tới từ cái vụ chim sẻ. Khi mà Tiểu Lâm đổ quân về mặt sát mép bản đồ. Chúng ta không thể đứng mãi bên trong được. Đi đâu. 5A từ đầu gặp bài 4A dâng. Dành cho Tiểu Lâm. Ui. Vác cả dân ra luôn và pha giải E tới từ cái vụ chim sẻ. Rồi bạn có tân quân mới. Cảnh rất là kịp thời. Đúng người đứng thời điểm nhưng quân của sẻ vẫn là đông hơn. Và khả năng điều lờ chúng ta tất nhiên sẽ là tốt hơn so với đối phương rồi. Tỷ số sẽ là 4-1 dành cho cái đội chim sẻ nắng ở trong cuộc đấu này. Không nói nhiều, quýt luôn. Và đội bạn còn xong rất đều và sẽ quyết định lao ra luôn. 4-1 và hãy cùng chờ đợi đến với kèo 3-3 ngay sau đây thôi. Chim sẻ nắng Xuân Thứ sẽ đối đầu. Chim sẻ nắng Xuân Thứ Anh Huy sẽ đối đầu với bộ ba đến từ cộng đồng ai Trung Quốc em nhá. Anh em đợi chút để mình nhập tên cái. Hay quá. Chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây anh em nhá. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo anh em nhá. Kèo 3-3. Cày nhờ cho các con vợ vào trước hết ạ. Khó chịu thế, uy sức này. Rồi, anh cũng chờ đợi đoạn lập bại để đến với kèo 3-3 nhá. Chào anh Phạm Văn Phú ạ. Quả cho son lên 4 khó chịu nhá.
cho son chui 9 giờ lên 4. Cami gì có thốt lên, cay quá. Về luôn. Không về luôn đâu. Ngồi đây chơi. À thế à? Chơi tử mình, tối đây. Vào đây, vào đây anh em ơi, vào đây. Rồi, có mạng đây rồi, nhanh nào. Kinh nhở, thứ cũng căn giờ chuẩn phết là đúng 9 rưỡi anh em ạ. Hả? À? Facebook vẫn xem được. Nó bị drop lên 5k thôi. Nó drop lên 5k, tức là nó thỉnh thoảng nó lại drop một tí, xong lại chạy, xong lại drop một tí. Ở nhà không lên được luôn. Ở nhà anh dùng Viettel. Viettel có 450. 450 một tháng. Càng như mạng của chỗ Nguyễn Văn Tuyết đấy. Rồi, anh cùng chờ đợi game thủ bên phía Trung Quốc vào mạng trước khi đến với trận đấu này anh em nhá. Bên kia sẽ có bộ ba game thủ, đó chính là Nhãn Tử, Tiểu Lâm và Mã Gia nha các bạn ơi. Hả? À? Ở đâu? Ở đâu? À, Hổ Lâm. Tối Hổ Lâm Mã. À, thế là không Nhãn Tử là lôi lão hổ anh em ạ. Ok. Lôi lão hổ thì hổ, giày hổ với cả khỉ DJ Monkey thì tôi gặp suốt rồi. Hôm nọ vừa đi Thanh Hóa gặp DJ Monkey anh em ạ. Ôi giời ơi. Xeo cu. Tiểu Lâm đây. Đấy, vậy anh lôi lão hổ sẽ vào thay đội bên kia. Đó, anh em ạ. Sao lại có anh CC Lee này là anh Tế Tế Lạp à? CC Lee là Tế Tế Lạp mà. CC Lee đối thủ của tôi, cùng thằng với tôi. Vâng, như vậy lại còn có cả Tế Tế Lạp vào nữa là thế nào nhỉ? Hay là vào xoay máy nhỉ? Anh em đợi tí để xem bên kia chốt đội hình như nào, cái đổi liên tục này. Ừ, Sicily thì ưng rồi. Xem bạn ơi, không gian đùm đâu. Sicily là bú đấy, Tế Tế Lạp là bú đấy. Vì sứt vào đây rồi, xẻ vào nốt đây để bên kia bạn nào, bên kia Tiểu Lâm với Tế Tế Lạp rồi đấy, chắc còn anh Mã ra nữa gì. Thế thì nhúp. Sicily là vừa sinh. Tránh Nguyễn Đức Trài nhá. Thế thì không đau nữa rồi. Sẵn gặp rồi đấy. Sicily thay ông nào đây? Tiểu Lâm đây rồi. Thế chắc Sicily là thay ông Mã Gia hay lôi lão hổ đây. Sicily tôi thấy thay ông lôi lão hổ là này, vừa sinh. Mã Gia, Tiểu Lâm, Sicily. Ôi trời ơi. Tiểu Mạnh Mã đây rồi. Như vậy là lôi lão hổ. Không phải là lôi lão hổ mà sẽ là game thủ Tế Tế Lạp cho các bạn. Bên này thay người liên tục này. Mã Gia này. Nhanh nhanh đây. Ông Sicily lại áo mất. Go, go, rồi, chúng ta sẽ đến với kèo 3-3 thôi. Yes, yes, go, go, please. Lôi lão hổ lại thay bằng Tế Tế Lạp rồi các bạn ạ. Đổi người liên tục này. Yes. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu trong kèo 3-3 ngay sau đây rồi. Bên kia vẫn chưa sẵn sàng em ạ. Đây rồi, tôi thấy Tế Tế Lạp sẵn sàng đây rồi, chính hắn đây rồi, hoàn hô. Tiểu Lâm, Tế Tế Lạp, Mã Gia, ba con hàng này, ôi trời ơi. Các cú ơi. Nhanh nào. Nhúm nhúm nhúm. Gold please. Đúng rồi, không trượt đâu nữa rồi. Sicily này thì không trượt đâu nữa rồi, chắc chắn là Tế Tế Lạp còn mỗi ông Mã Gia này không có sẵn sàng nhanh để chạy cái nào anh ơi. DJ Monkey với hổ thì thịt hết à? Thôi anh ơi, DJ Monkey là đau đấy. Hôm nọ vì sức cho tôi chứng kiến quả DJ Monkey tôi đã sợ lắm rồi. Ué. À Cami à?
Đang ngồi uống bia lại thấy DJ Monkey Mon Man vào, sợ quá. Em thấy ca ca Trần nhá. Hello anh Trần Viết Ca. Này chưa thấy anh Nguyễn đâu nhở, tranh Trần anh Tú ạ. Ok, cảm ơn anh Tôm Cu nhá. Cái gì đây? Anh em 36 chúc giải đấu thành công tốt đẹp, chúc các game thủ mạnh khỏe, chính diễn màn đấu hấp dẫn. Ok trai ơi, anh em 36 mãi đỉnh. Gold please. Như vậy là anh Tiểu Mạnh Mã vẫn chưa sẵn sàng. Hải ăn nhiều vào nhìn gầy quá trình. Gầy quá trình là sao anh nhỉ? Là gầy có quá trình đấy à? Thì sắp đến quá trình béo rồi anh ạ. Anh này vẫn chưa sẵn sàng này, nó cay ghê. Mày chào anh phát cho anh nổi tí bình luận viên. Chào anh bản chất nông thôn tâm hồn cây lúa. Ok anh, như vậy là mã dài như bị lag rồi. Anh ấy thoát ra và anh chưa vào lại. Giờ Facebook nó đang mới cập nhật cái meta nó cập nhật anh em ạ. Nó ảo tung chảo cho anh lâm chảnh nhá. Ok anh Trần Viết Ca ấy. Làm lon bò hút. Được. Cháy Lê Hoàng Hải nhá. Hải lâu khỏe không em? Em vẫn ổn anh ạ. Tránh Quang Anh nhá, tránh Tuấn Phan. Tránh Phạm Duy Quốc nhá. Vẫn đang thiếu một người nữa các bạn ạ. Em chào anh Trọng Vũ ạ. Hello anh em. Chào anh Phùng Trình nhá. Ôi giời, đáng sướng thì anh kia thoát ra làm Sicily cái gì. Đợi tí à. Tránh Quân Chuẩn ạ, thôi được rồi, chúng ta trong lúc chờ đợi thì ngồi giao lưu với anh em một tí vậy. Lâu quá. Tránh Bùi Văn Bình nhá. Có anh Hải Nam ạ. Về live stream à? Điều độ đấy. Kiếp làm gì xa đấy? 30 cây bạn phải đi phan thai. Ôi giời ơi, các cụ ơi. Vẫn chưa thấy người vào anh em ạ, kèo giao hữu ngày anh em ơi. Tránh Cương Nguyễn nhá. Hiện tại thì vẫn đang đánh tại Smarker Chim Sẻ Nắng Cyber Game, địa chỉ ở số 18 ngõ 201 đường Nguyễn Tuân anh em nhá. Rồi kèo nào auto đánh đây rồi. Tránh Quốc Tuấn nhá. Mua Ritman này anh em có thể truy cập theo đường link mà em đã ghi phần bình luận anh em ơi. Có các sản phẩm đến từ nhà chợ Ritman cho anh em lựa chọn qua link Shopee, link TikTok Shop này, rồi cả website chính thức của nhà chợ Ritman nữa anh em ạ. Và bên kia vẫn đang bảo chờ tí. Em trai từng lầm lỗi nhá. Hello anh em. Tránh Bùi Thử Thách ạ. Đúng rồi, anh Đào Trung Hải ơi. Sợ ta cất chim sẻ nắng thì tất nhiên là có ông sẻ đấy thôi. Bên kia vẫn đang thiếu và vẫn chưa lên vào. Cày thật đấy, với ông này. Đầu lâu cao su quá các cú ơi. Rồi, như vậy là Tiểu Mạnh Mã đã có mặt ở trong phòng thi đấu và sẽ cùng chuẩn bị đến với trận đấu này ngay sau đây nha anh em ơi. Tránh Quyết Lử nhá.
Alu, Alu. Yes. Rồi chạy đây các cụ ơi. Thời gian quá. Gold, please. Nào, thì chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Yes. Quan trọng là con số thôi chứ còn. Lâu lắm mới nick hai kèo gầy gì. Nhưng mà kiểu sáng làm nhiều việc. Sáng nay ôi đau hết cả đầu. Đây là một quả để cho game thủ Xuân Thứ ở trận đấu này anh em nhá. Chùm màu 6 về đội bàn soi mặt máy của game thủ chim sẻ. Đây là chùm màu 6 anh em ạ. Quả đầu đang có là 6 cây dành cho game thủ chim sẻ. À dành cho Xuân Thứ. Đây là Wizard với con voi đầu tiên đưa về. Bộ ba bên kia sẽ là Tiểu Lâm, Tế Tế Lạp và game thủ Mã Gia nha các bạn. Voi về bầy hiêu đây rồi. Quả đầu đang bú đây rồi. Hai voi đây rồi. Nét nẹt rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ nào. Sẽ đang có con hiêu về. Bài đấy theo kiểu thịt voi hiêu trước tới từ game thủ chim sẻ nắm và Wizard. Trong khi đó thì Xuân Thứ sẽ là một bài đấu đánh BG luôn thôi. Xuân Thứ có quả phụ rồi. Đấy cũng xem cái thủ sẽ có chiến tân như thế nào. Thứ sẽ đóng cánh Thứ trong cánh. Bài sẻ mà có thế cái là Thứ sẽ dâng hàng ngay. Cũng sở trường Xuân Thứ rồi. Auto dâng hàng là bắn gãy tất cả nhà đầu cánh rồi. Đây bài hiêu đến từ game thủ chim sẻ. Bài hai hiêu vào đầu. Bài S đầu sẽ thiết kế trên này. Khá là xa. Và đây là S đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Sao lại huy sức hay huy dỗ nhỉ? Cả sức cả dỗ là một nhá anh nhá. Đây là bầy hiêu được đưa về. Rồi chỉ có con hiêu này thôi. Đây sẽ là con hiêu tiếp theo. Con hiêu thứ ba. S đầu thiết kế. Thêm dần ra khai gỗ để nhanh chóng có được chiếc nhà BG đầu tiên. Và sau đó còn đưa dần đi dò nữa anh em ạ. Mới thấy bầy hiêu bỏ quả đầu chưa đi dò thêm. Tất nhiên là không đánh chém nha anh em, kèo cũng thuận tiện. Chém nha. Nghĩ ra toàn những cái gì, ối trời ơi thế này. Rồi như vậy thông tin vì sự tự tin báo về là nếu như mà được đánh chém thì đội bạn mà có được một chạm coi như thắng luôn. Chấp kèo chạm 4 chạm 1 luôn. Thắng được một trận coi như thắng luôn. Ok không? Tin đấy. Cậy chém khỏe anh em ạ. Rồi bài móc binh anh em ơi. Hay hiệu hai quả. Ai hơi ít rừng mới chỉ một cái rừng thôi. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Thứ đang muốn đánh ở nhà trận đấu này với bài cũng hai quả phụ luôn. Yêu đầu hai quả phụ dành cho rapper Xuân Thứ. Với một thế bài kinh cấp 6 giờ như thế này. Thứ đang muốn đánh chắc nhà. Vậy thì Wizard thì sao? Đây là máy của game thủ Acid TV với hiệu đầu hai voi. Voi thứ hai đã về với yêu về 4 con, một con nữa lùa nốt. Không biết đã có quả phụ hay chưa nhưng có con voi thứ ba. Nhưng mà trước khi có voi thì phải giải quyết sư tử đấy cái đã. Và đây sẽ là con hiệu cuối cùng dành cho game thủ Anh Huy ở trong trận đấu này. Rồi thịt sư tử, sau đó sẽ là câu voi. Khá nuột, chào anh Nguyễn Ngọc Anh nha, chào anh em. Sẽ dâng Nga, sẽ đồng cánh dâng Nga gì anh? Bài trống thôi nhưng mà đồ ăn được. Và đây là máy game thủ chim sẻ. Đang lùa thêm bấy yêu nữa, S2. Vâng, và trước khi đến với những uống giam tranh ở trong trận đấu đầu tiên kèo 3-3 này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Nhà tài trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đang có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà trọ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi và quay trở lại với trận đấu này. Màn máy các bạn đang xem đó là màn máy của game thủ Chim Sẻ với một bài đánh ở nhà thôi. Vì sức thì sẽ là bài dâng A nhưng mà chắc là dâng A đầu cánh bên kia. Đúng không? Dâng A đầu cánh của mình đến từ anh Huy nhưng mà lại đang bị lag. Lại ok. Đây sẽ là BB đến từ game thủ Chim Sẻ rồi. 4 đầu cánh này, Tế Tế Lạp 25 dân. Màu 1 chết 1 dân. Bài 25 dân trừ 1. 25 dân trừ 1. Chưa chắc là bài đi dâng đâu. Đây là Wizard, chúng ta sẽ xem Wizard dâng A đúng cánh của mình, BA thiết kế rồi. Đây sẽ là BM. Bài sẽ kích 9 đến từ anh Huy với bài 23 dân cộng 1. Này hơi lỗi mất một tí anh em ạ. Bài 23 dân cộng 1, à không cộng đến từ anh Huy mà lại cộng kích sang tận 9 10 mấy thì chắc là lỗi rồi. Chuẩn của nó về là 907, 908. Đúng không ạ? Thế không hỏi lỗi gì, cày ghê.
ép lỗi. Nhưng mà thôi, ba đến sớm này kiểu gì bé đầu cánh ở gãy, bên kia lại có một chiến dân. Và mùa 1 thì kiểu gì cũng ở loanh quanh gần đây. Bởi vì đơn giản là mùa 4 đã đầu cánh bên kia rồi. Đấy, sẽ do mùa 1 đẩy đến luôn. Quá tinh tế. Anh em yên tâm đấy, kéo này Wizard với thứ vào nên tốt. Mấy ông Mã Gia với cả Sicily này gặp Wizard này thì chịu thế nào được. Đây đúng màu 1 trên dân đầu cánh rồi đấy nhá. Ông này đánh 25 dân trừ 1 em ạ. Em bây giờ sớm hơn người ta gì? Một tân cư. Em làm cách nào để hạ gục anh màu 1 này. Ui giời, lại có cả voi nữa, quà quê. Xin luôn. Thêm một con voi cu đơn đến từ Wizard. Và ngay lập tức sẽ nhúc nó về nhà chính cho mình. Để có thể bền lực hơn tới từ Wizard. BA thứ 3 đây rồi. Và giải quyết voi này. Rồi nâng cấp bánh xe. Sắp lấy 2 dân ở nhà chính và BA tiếp theo. Ok. 4A. Không gió ăn hoang à Hải. Huy là anh hỏi Huy không gió ăn hoang ấy ạ. Tí cho anh. Nhúc được con voi đây. Con cả heal nữa đây này. Đây bây giờ cắm dân đi gió ăn hoang. Vội gì mình xem mà anh. Không thấy đồ gì ăn hoang thì chúng ta lại làm vài cái ruộng. Cuộc sống mà có phải thích nghi với những gì mà mình đang có. Ông mùa 1 đang uống vỏ quả đây rồi. Và bắn vỏ quả này luôn. Sớm hơn với một tơn R luôn đấy được anh Huy. Tơn R đầu tiên 4A, ôi sắp lỗi rồi. Nào. Vẫn còn thịt từ bầy yêu này. Đưa 5 dân đi tìm luôn hoang. Đấy được Huy Sứt. Một lát nữa em ta sẽ quay trở lại máy xẻ sau anh em nhá. Anh em thông cảm buổi tối ngày hôm nay thì Facebook đang gặp vấn đề đường truyền anh em ạ. Rồi đi đập lô một tơn. Vào. Chưa cả bánh xe này còn đòi vẽ ruộng nhà chính. Ui giời ơi. Ui nó dâng thế này thì dâng ở giữa nhà anh mùa 1 rồi. Mùa 1 này giống giống A cao dâng A lắm nhá. Không thấy có vẹo nhiều đâu. À đây không nhà, nhà cạnh nhà BA Huy Sứt luôn. Quay lại O3. Mình quay lại O3 là một lựa chọn chính xác đây Huy. Các bạn chỉ đánh có 4A thôi, chúng ta chuẩn bị tân 2 đây rồi. Úp luôn tân này, bật lây trổ mùa 1 luôn, gom hết ra đây, bán. Ok. Và như vậy chân thứ thông tin báo về là sẽ đẩy cho cái vụ chim sẻ nắng. 4 dâng A ở giữa nhà này. Đây là máy của Xuân Tứ, đã phát hiện BA đi dâng người vật 4 ở giữa nhà thứ và nhà sẻ. Trên 56 dành cho rapper Xuân Thứ ở trận đấu này. Và như vậy thông tin báo về là bạn vào giữa nhà đây máy yêu thủ chim sẻ. Sẻ tham gia số 4x. Và như vậy là có cả Tiểu Lâm đây, sẻ đã bị bắn rất đau nhưng mà hai nhà đánh cánh này. Tham gia là 44 nữa, yêu thủ chim sẻ đang đẩy đi bắn vô 4 người dâng A về phía đối bạn. Đối bạn lại sang nhà sẻ ở đấy, ở sau một quả đấy bạn ơi. Cả 8 đấy. Đây Thứ đang đưa quân ra nhà chính chim sẻ rồi, màu 4 đang quay trở lại nhưng mà chúng ta có một số lượng quân cũng là khá đông cả kia. Thứ đang bắt màu 4, màu 8 đang lao vào nhà chim sẻ luôn. Hai nhà đang đánh chim sẻ, chúng ta sẽ có Tiểu Lâm Xuân Thứ để đưa về thế phát triển. Nhưng Huy Sứt ở cái bên kia không biết đã hạ gục được màu 1 hay chưa. Đây là Huy Sứt với tham lai 38 và rất nhiều dân màu 1 này. Có màu quả ở đây để Huy Sứt có thể ăn hoang luôn. Màu 1 tạt sang nhà của game thủ Xuân Thứ rồi. Huy vẫn chưa vào trong. Tham lai 38 thì anh Huy đang bắn kỹ lại màu 1 nhưng Thứ bị lọt tờ này sẽ rất đau. Tham lai là 50 để chim sẻ. Vẫn gần chục dân đến từ Xuân Thứ khi bị màu 1 lao vào nick vào khu vực đó chính là mỏ gỗ. Chưa kịp bò. Đây là màu 8. Đánh ra BA màu 4 đây rồi. Tham lai là 51/72 nhờ bài đấu này. Cần phải ra bo lại khu vực này đến từ rapper Xuân Thứ. Đây là máy của Asus TV. Rồi. Màu 1 gãy rồi. Và mình nghĩ là Huy với cả Sen cần phải tơn lao vào nhà màu 1. À vào nhà màu 8. Sorry các bạn, Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đang khỏe. Trời ơi, ôi ôi, bắt tân dân mùa 1 vậy, vậy. Ok, hay quá rồi. Mùa 1 gần fit dân rồi anh em ạ. Trên rất nhiều dân như Tiểu Lâm nhưng Huy phải chú ý giữ dân. Mùa 1 đang gặp được khoảng hơn chục tung R anh em ạ. Tránh Nguyễn Như Nguyên nhá. Và như vậy là chim sẻ nắng đang kêu gọi những người đồng đội của mình tất tay lên góc 12 giờ để đấm Tiểu Lâm. Và Tiểu Lâm đang đi quân ở giữa map, sẽ bắt đầu gặp và đang dí Tiểu Lâm rồi. Đang gọi cả Xuân Thứ lên cùng để có một tình huống ốp nhà của Tiểu Lâm luôn. Tới từ game thủ
Xin chiến thắng và xuống thứ đang bơm cho Huy và sẽ mỗi người 100 thịt để có thể sắp đều quân. Huy lên chưa? 12 giờ nào. Và M4 đang lao vào nhà của Xuân Thứ nhưng Xuân Thứ đã đi quân. Tôi đang muốn theo dõi máy thủ chim sẻ, có cả M7 anh Huy ở đây nhưng lao vào 12 giờ đi. Xuân Thứ thì đang cố gắng lùi giờ quân ở nhà chờ tân mới để đỡ. Còn đây là nhà BA Tiểu Lâm. Thứ chuẩn bị đến rồi kìa. Nhìn máy đồng đội nhá. Rồi vào đây. Ba nhà ốp tân này thì Tiểu Lâm phải gãy. Còn Xuân Thứ sẽ chờ tân mới ở nhà để có thể đỡ trước khi cầm M4. Kệ Xuân Thứ rồi. Bạn đây chỗ nhà BA đi để Huy với sẻ dỗ từ bên trong. Tạm lại 55. Huy sang mặt bên tay phải đây. Thứ đã thủ được nhà thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ ốp vào nhà của những thủ Tiểu Lâm ở trong trận đấu này. Và 54/60 là thằng này tải dành cho Việt Thủ chụp xe. M1 thông tin báo về có một tình huống về cứu. Thứ đang bắn M1 bên ngoài. Còn sẻ thì đang bắn bên trong, Huy cũng đang bắn bên trong. Tạm lại là 52 và Tiểu Lâm sẽ gãy ở trận đấu này. Và khi mà Tiểu Lâm gãy mà Xuân Thứ còn nhà thì lỗi đi nào dành cho đội bạn và 1-0 dành cho M3 chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng được chưa anh em? Đơn kêu gọi anh em đi ôm chuẩn chỉ tới từ chim sẻ nắng và đã nick gãy Tiểu Lâm luôn. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu thứ hai trong cuối đầu này. Ngay sau đây thôi, 1-0 dành cho cây vừa đến từ Việt Nam chúng ta khi đối đầu với M3 đến từ cầu thủ Trung Quốc. Tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây anh em nhá. Tỷ số đã được mở dành cho game thủ chúng ta rồi. Ghê. Yeah. Khỏe. Rồi chờ thi đấu anh em ơi. Các cụ ơi, anh em dự đoán như nào về tỷ số kèo đấu này nhờ? Các cụ ơi. Rồi ba anh em vào đúng slot rồi đấy. Nhưng mà đội bạn vẫn sẽ soi bên mình thì soi một rồi à? Ok. Đâu, nó chưa chọn đạo kìa. Rồi, đội bạn soi bên kia rồi, hay quá. 4-1 rồi anh em. Em ghi là kèo này 4-0 luôn chứ 4-1 cây gì. 10 giờ rồi, 11 giờ về là đẹp. Để làm mấy trận LOL để ngủ. Chính. Nào, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Em đánh LL với anh Hải ơi, ok em. Em biết là anh cầm cái gì không? Anh cầm anh da đen. Đây màu 6 đi, thủ chim sẻ. Hô đối luôn em ạ. Trận nào cũng 12, 13 mạng thì ai chịu được anh. Nhưng bây giờ đầu tiên đây mỏ cả đầu đi với thủ chim sẻ. Nào vô kiếm từ phút 15 thì có ai? Quả đầu đang có đó chính là 6 cây để đủ chim sẻ trong trận đấu này. Tại này em nghỉ chơi mũ rồi anh ơi. Yêu đầu đã có từ bài đấu này. Một bầy hiêu, một mỏ quả 6. Xuân ở kìa. Đây là Wizard đang lùa hiêu về. Như vậy là trận này chúng ta có Wizard và Xuân Thứ đánh bài đầu. Sẽ là bài đánh kiểu BG trước. Huy đang có một quả đầu 6 cây đây rồi. Kết đầu thiết kế luôn. Đối từ kiến thủ anh Huy. Tránh full bao nhá, tránh anh em. Sẻ chơi LOL không? Đã có anh này. Cũng anh da đen đốt. Hai thằng giống nhau. Đây là S đầu. Đây là Zapper Xuân Thứ này. Vẫn đang loay hoay với bầy hiêu của mình. Một bầy hiêu đang có, đó chính là 6 con. Đây là Zapper, quả đầu đây rồi, S đầu đây rồi. Bài đấu mà Huy trong cánh chắc sẽ dâng A chim sẻ rồi.
chơi MU à? Em trước livestream MU thời gian khá lâu, khoảng tầm 2 năm. Giờ hết rồi. Hết hết rồi. Chào anh Phạm Biên Cương nhá. Đây bầy hiêu đến từ game thủ Xuân Thứ em trận đấu này. Bầy hiêu Bầy sứt thì đang có voi đây rồi, quả đầu đây rồi. Rừng dừa bài này đúng hình như dâng Nga. Bây giờ xin khoảng độ 4 voi nữa là đẹp. Đấy, 2-3 dân dâng Nga tiếp. Ở đây tạm thời đang 1 con, hy vọng đó sẽ là 2 con. Quả phụ nữa rồi. Chắc chắn dâng Nga rồi anh em ạ. Sẻ có lấy được nhà hay không thôi. Đây bầy hiêu đầu được sẽ đưa về. Nhà sẻ nhìn qua vẫn hơi rộng, giống trận đấu đầu tiên quá. Rồi, quên bầy hiêu này rồi. Ok. Ok. Thêm xe nhà bé nữa để đưa thủ chim sẻ nhắn. Hiêu đầu đưa về. 7 con hiêu luôn. Mắc Calabelle. 4-0 tặng hàng 100k cà phê. Ok anh. Tếu thì nghỉ rồi anh ạ. Tếu thì tạm thời đã rời team xóa cơn kia mình. Đây có thêm một mỏ quả nữa đến từ cái của chim sẻ. Quả 6, hiêu 7, quả phụ tạm thời 5 cây. Đâu đâu, Huy mà. Huy không thấy đâu, Huy quả khác rồi. Huy quả phụ về mặt là Xuân Thứ rồi. Đây Xuân Thứ với tơn cầu 2 voi. Ây, ơi, ơi. Ơ, ngon. Ngoan nhờ. Được. Ngoài này sẽ được. Ngoan xin yêu luôn à. Và như vậy là có thêm trên nhà BG nữa để có thể khai thác một quả phụ để cho Rapper. Voi này nó không quay đầu mà nó đứng im tại chỗ luôn. Đây là máy của cái thủ anh Huy. Đây một quả phụ đây rồi. Thêm xe nhà bè nữa, bài Huy dựng hai quả phụ. Và sẽ là một bài đấu đó chính là đi dâng đúng không Huy? Đấy, dân dâng Nga. Đấy, trận đấu này. Đây là cái vụ chim sẻ nhám. Bài quả phụ đây rồi. S2 đây rồi. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nhám Studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Rồi, quay trở lại với trận đấu này thôi. Cơ cấu để đóng A thôi. Thứ thì là bài đóng A ở nhà. Vì sức thì là bài đấu đi dâng rồi. Cộng 1 dân với kinh đời 950 và bài 25 dân cộng 1. Khá ok đấy anh Huy. Tránh Kiên Bơ, tránh Tiến Danh nhá. Tránh luật sư Ngô Thành ạ. Làm chiếc bé nữa ở đây rồi. Đây là vì sức dâng A. Dâng khá là cao đấy anh Huy đấy chứ. Tránh Lâm Nguyễn nhá. Thêm bầy hiệu nữa ở gần VA đi dâng tới từ Huy Sơn. À 7 à. Tiểu Lâm à. Đi đâu đây? Vâng, đây là Liên Hiếu. Vâng, Tiểu Lâm dò rất rộng và đi ăn bầy hiệu này ở gần VA của Huy Sơn anh em ạ. Không biết là Tiểu Lâm có dâng ai hay không thì một lát nữa chúng ta mới biết được. Dâng đấy, phi nhưng không ăn rồi. Cạnh đây còn một quả nữa thì ô vi sứt này. Thoải mái đấy. Tiểu Lâm dường như đi dâng A em ạ. 40A đã có đấy anh Huy. Bạn này phải dâng 5A. Đóng thêm E đây rồi. Cho anh Nam Tô Hậu Lộc Thanh Hóa nhá. Vi sứt lần này không thấy ra MV Tấu Hải nữa. Sắp tới lại ra tiếp anh ạ. Anh bình tĩnh. Homeless.
Thêm một điều nữa ở đây dành cho anh Quy rồi. Để dành một quả đi nhai nốt anh em ạ. Thomas. Rogan? Hơi muộn đi anh Huy và sắp tơn mới lại bị lỗi rồi. Vào thôi. 7 ở cái này, bắn luôn. Đây, dân màu 7 này, rất nhiều dân này. Ô 4 ở cái bên kia. Tham lai ở số là 35 đấy, anh Huy đang cố gắng để ăn dân của Tiểu Lâm. Người Dương Nam các bạn và ở đây cũng khoảng 20 dân của Tiểu Lâm luôn. Đuổi. Cái mức thịt nó bị drop anh em ạ. Mạng ngày hôm nay gặp vấn đề quá. Nãy em phải lên lại kênh rồi vẫn không hết được. Rồi nhá. Một đang bắn ở gần đồ rồi. Mô 7 dâng vào xuân thứ. Có Huy đang bắn mô 1 luôn. Người này trắng nhà kiểu mạnh mã. Hay còn gọi là mã ra. Còn bạn đang ăn đuôi voi sao kìa. Rồi như mô 7 đang ăn đuôi voi đó anh em ạ. Huy đang điều rờ người cầm mô 1. Và cũng là như vậy, đây là dân bắn hoa người cầm mô 7. Tốt. Huy Sư đang cản lướt rất là khéo ở trận đấu này rồi. DG người quản 7 rồi, người quản tiếp lên rồi đây. Gửi một tớt vào quản 7 đi em ơi. Xe có biết quản 7 chưa nhở? Đây Huy chia sẻ. Có xe bắn 7 một tớt nữa rồi. Đúng cái BS mà Huy vừa bán luôn. Năm nay chia sẻ là 54 và đang gọi chia sẻ nào. Và gọi Huy sức vào nhà của người cầm màu 1 cái bộ mã ra. 7 thì vẫn đang bắn xuất thứ rồi. Nên chúng ta sẽ ốt 1 không ai đỡ rồi. 7, 4 đang đánh bên kia rồi. Đây dân 7 đây. Thứ vẫn tử thủ ở trận này. Trong đó xe Huy sẽ ốt nhà màu 1 cho các bạn. Đây rồi, Vincent đang lên rồi, đợi tí Vy ơi. Tránh quyết chọc nhá. Rồi, đợi tí, quân tiếp viện đang đến. Amma vẫn đang bắt đều đi, xin xe. Chưa bỏ đâu, vẫn đang bỏ, à vẫn đang ở kia. Rồi, vừa rồi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây rồi, đây là BA, một cùng các bạn. Tham lai là 68 dành cho Vy. Nắm vào OPA 1-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 
Thêm vài chiếc ruộng nữa tới lưới thủ chim sẻ nắng. Chấm thêm BE. Ông chết một con này. Đang gọi với sức 7E. Ôi góc này thì chạy đi đâu. Trời ơi. Trời ơi. Các thú ơi. Chạy đi đâu nữa anh trai ơi. Thôi rồi. Đích. Rồi bạn nào thấy khó quá thì bạn té được rồi. Một thứ gãy rồi. Đợt này lu sang nhà 4 luôn bây giờ đây. Và 1-1 đang bỏ quân đi tìm bắn chim sẻ rồi. Tham lai chia sẻ đa số là 80 cơ. Tham lai siêu to của nó, nó chạy dần đi và lại bị chia sẻ đón đầu xu thế. Rất đông quần từ chia sẻ. Và đây là cực kỳ nhiều dân của cộng 1. Phá giải E. Giải E. Giải E. 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 Ui. Bởi em rất kíp đến từ game thủ chim sẻ. Tiểu Lâm nào, siêu mai ra không chạy được con lông dân nào. Ôi trời ơi. Các cú ơi. Còn đúng một dân rồi, màu 7 dường như là muốn tạt chim sẻ. Chim sẻ đã găm tới gần một kích quân ở nhà rồi. BC và tạt màu 4 thôi. Sẽ bắt đầu di chuyển về phía những người cầm màu 4 bên phía đối bạn. Và BA tiếp theo thứ thì đang chạy dần rồi. Màu 4 các bạn. Sẽ màu 4 kìa. Và quên rồi, và tỷ số là 2-0 dành cho game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Gian quá. Đánh này thì chịu rồi. Chờ đợi đến trận đấu thứ 3 ngay sau đây anh em ơi. 2-0 trong kèo 3-3. Quá ghê. Cho em tin, dấu hết suy tư, không cho em nhìn ngàn
Rồi, anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo thôi. Vậy em sao buồn cười à? Ok anh. Rồi, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thôi. Yes, start the game already. Huy bảo là thấy Huy đánh hay rồi, bạn cứ soi Huy. Vậy là soi Xuân Thứ chứ có soi Huy đâu. Đây là màu 6 đấy, cái đủ chim sẻ, một thế bài trong cánh rồi. Đúng thế rồi. Làm bóng đi dò thôi. Chúng ta đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 2-0 và đây là bầy yêu đầu đến từ cái đủ chim sẻ. Cần 2 chiến thắng nữa để có thể hạ gục các cái đủ đến từ cầu đội Trung Quốc trong buổi tối ngày hôm nay. Tàu nhanh cho nó vuông. Một quả đầu đã có và end đầu có thể thiết kế đây. Oh, voi. Có voi luôn tới từ cái đủ chim sẻ và đây là end đầu. Kén một bóng gỗ đi và lùa mấy con yêu này về. Vừa lùa yêu vừa câu voi. Rất ghê. Đây con voi đầu tiên đưa về từ cái đủ chim sẻ. Ok, nằm đúng mắt đẹp luôn. Mắc Calabel. Thêm bóng nữa đi dò rồi, quả đầu chỉ có 6 cây. Vẫn đang lầm bầm anh em ạ. Anh vẫn lầm bầm gì không? Cái này nữa thì méo được. Chịu rồi. Còn hiệu tiếp theo. Đây sẽ có hiệu thứ hai trong bầy yêu đầu đưa về. Wizard thì cũng đang lầm bầm đốt. Đây là Wizard với con voi đầu tiên đưa về. Con voi thứ hai quả phụ đã có. Rừng có vẻ rất là xa và gỗ đầu cũng xa. Đây là anh Huy này, đến bay tàu là chuẩn chỉ rồi. Con voi thứ hai sẽ đưa về. Huy vẫn chưa đóng e. À đây đóng rồi, sorry các bạn. Giải quyết voi rồi, con voi thứ hai đưa về tới bài đấu này. Đúng rồi, mai sẽ có đánh kèo buổi tối anh em nhá. Đây là trên nhà BS để có thể khả năng gỗ đầu tới từ game thủ anh Huy. Chúng ta có một máy của rapper Xuân Thứ nè. Xuân Thứ đang nhặt từ đâu đôi voi về đây. Cả ba em thủ đều đánh theo kiểu thịt voi hiệu trước luôn các bạn ạ. Rất lực. Vậy hiệu nữa đây Xuân Thứ. Rồi nó tự phi rồi. Ây trời ơi. May là không chết dần anh em ạ. Nguy hiểm quá. Bài quả phụ hai voi bởi yêu rồi. Mắc binh rồi. Bất kể thằng nào luôn. Lại còn thế khung nữa. Lại chính ra đánh cung rồi. BG thiết kế đến từ Xuân Thứ. Sẻ thì đang kéo dân đi ăn quả đầu đây rồi. Quả đầu 6 cây. Còn hiệu tiếp theo. Có thêm voi nữa từ thủ chim sẻ. BG. Ok. Phải còn 3 hiệu mấy yêu đầu nữa cơ anh em ạ. Bài 2 voi yêu đầu quả đầu. Còn gì nữa không? Quả phụ chưa? Dò vòng chưa thấy gì. Chấm thêm e rồi. Rồi và trước khi đến với những giao tranh ở trong trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà trò Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio. Nhà trò Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, lại còn có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đã muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman chúng tôi thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bà ép tròn đồ, ý cho chăm thịt được chưa? Huy sẽ bơm cho sẻ chăm thịt luôn anh em nhá. Uy tín tạo nên thương hiệu. Rồi con yêu cuối cùng sẽ đưa về. Do săn mép xem bo bế kiểu gì nữa. Câu voi rồi. Ép tròn đồ bài này. 25 dân còn kinh đời ở 7:30. Người lõi. Có thêm rừng và bây giờ sẽ là chiếc bé tiếp theo.
đâu con chó. Phải ép xong đồ ấy mà. Huy cho Nga đầu cảnh rồi. Kệ Huy. BB sẽ bò khu vực này. BA sẽ đóng hướng sang nhà Huy sứt nha. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ nào. Xuân Thứ đánh chắc nhà rồi. Bài Xuân Thứ ngay từ đầu là bài đẹp rồi. Bài đối voi bị hiệu mỏ quả rồi. BB ở mặt trên à. BA đóng đâu bạn? Cạnh đấy luôn à. Đây à. Để thử đóng BA bên kia. Nhìn nhau, hai thằng giống nhau. Rồi, kích đời, 94x. Huy bơm thịt cho sẻ chưa? Một dâng A nhá. À không biết chưa chắc bởi vì đây là đầu cánh Huy sứt. Đây chắc bài đánh nhà thôi. Đây chẳng gỗ. Rồi kéo lên ăn bỏ quả này và bơm cho sẻ tí thịt. BA tiếp theo đi đánh Huy đây rồi. Đang đóng hơi xa nhau một tí để tránh hiện tượng đoạn bo BA của mình. Trong đó thì chim sẻ đang gấu ra ruộng bài 25-1 đây rồi. Một đóng A ở nhà. Tránh Vũ Trọng Quý nhá. Nghỉ thì 2 ngày 3 đêm thôi, anh nghỉ lắm thì ai làm cho. Rồi thêm ruộng thôi. Quay ruộng tròn đấy từ cái vụ chim sẻ. Xuân Thứ thì chưa biết gặp ai. Đang soi thảm lên Xuân Thứ với bài 25-1 của mình. 7-7. Rồi BA tiếp theo đấy từ Zapper đây rồi. Ý bo đấy cũng gửi đấy là kín giữa nhà đấy. Đang bánh xe xong dần. Huy sứt. Bài dâng A và đang bị đối bản. Úi dồi. Tốt khỏe đấy. 5A. Bị chốt E và BA đi dâng nhá. Nhốt mất 1 nhà rồi. Lên chốt ngược nó nào. Ok. Anh nhốt thì em nhốt thì cũng căng. Đợi bánh xe đập nổ e kia luôn. 28/36 là tao lại lại để cho cái thủ anh Huy. Đang bo BE vào BA đối phương. Các bạn mang thêm dân ra đây rồi. Đập. Lần đầu tiên lại sắp lỗi rồi. Vì rất hay sắp double nhà nhá. Đây là A đội bạn. Chốt cho hai cái ở đây nữa. Rồi. Đợt tiếp theo đến từ anh Huy. Đập đi. Đập cái gì? Đập lên. Rồi ra đấy. 1-1. Và chúng ta có biết bóng 2 đi dâng A. Huy đang điều rồi. Huy là 1-1, 1-1 đánh 4 A. Huy là 5 A. Mất 1 con đến từ cả 2 game thủ. Mọi người nhốt được 5 con. Rồi bạn đang vác dần rồi đập E. Huy sứt đây rồi. Dí vào bắn cung đi. Đợt tiếp theo. 4 A gặp 5 A. Đây Nick. Bắn E bắn cung rồi đấy kìa. Đợt tiếp theo. Vậy e, tốt. Chạy đi đâu? Rồi như vậy là màu 2 vào bắn Huy sứt. Đó chính là cái vụ thế thế làm. Người đi dâng A bên phía đối bạn. Và thằng này Huy sứt là 36 rồi. Có tất quân ở đây rồi. Xong đi bắn nổ cái e kia mà giải thoát cung lờ đi em ơi. Có một cái e thôi. Bắn gỗ, chạy. Ok. Rồi Huy lại. Bắn nổ cái e kia đi. Và Huy đang để lây trồ nên nó chưa bắn cái e đó anh em ạ. Cái e đang xây dở của đội bạn. Thằng này Huy sứt là 36 đang ốp A vào 1. Sẽ không có quân ở trận đấu này. Ở nhà đang bị bắn khá nhiều đấy anh Huy. Đang chiến liều xiển rồi nhưng mà đang đơ. Ok rồi. Tạm lại anh Huy là 34 tiếp tục vẩy bắt quân của cầm 1 ở trận đấu này để Huy sứt. Bắn được rất nhiều quân đội bản đến từ anh Huy nhá. Anh Huy bắn nổ một cái E là giải thoát được hai cung đờ nhá. Tí đẩy tay chỉ vào bắn đi cái. Ok. Bắn cả sư tử đến từ anh Huy rồi giật thế. Rồi bạn ơi. Ok, lượt tiếp theo, hai chắc trong cánh 1-1 thôi. Đây là máy của đối thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai đang xuống 55, màu 2 đang áp lực chim sẻ nắng. Đợt quần cũng khá to chứ, cầm màu 2 và sẻ đang phải dẫn quần quay về. Đây thì bắt quần đi màu 2 là thứ này. Đợt tiếp theo các bạn dí vào rồi. Và dẫn quần đi công của sẻ đã dẫn về. Bắn hết toàn bộ dẫn quần đi công của màu 2 thôi. Có thêm một tấn nữa đẩy vào đến từ màu 2. Cái này không phải vấn đề. Chơi được. Cung này có tí máu, tuổi gì.
55, đó là thằng này chiếu xe. Xuân Thứ bên này đang đối đầu với cầu 7. Mấy bạn ơi, dưới dốc kia. Tốc độ này thật ra rồi, bắt buộc phải đấu ở mặt này. Lại lùi lại tí. Timeline 65 đến từ Xuân Thứ, gỗ 2 đã có rồi. Đây là huy sứt với timeline đang xuống cấp 24. Một máy rồi. Một không chịu huy rồi. Đám vác dần dài đập cung vào huy sứt này. Lùi lại một tên thôi. Timeline là 33 dành cho game thủ của anh Huy. Huy sẽ khỏe hơn cầu 1 trận đấu này. Nhưng mà chưa ai quản 7 nhá. À chưa ai quản 2 nhá. Và timeline là 32 dành cho bài đấu này. Đây là máy dụ chim sẻ, sẻ thằng này là 67. Đang sang lên phía Xuân Thứ khi mà màu 2 đang cầm bị tạt Xuân Thứ rồi. Đây nhà bia đi dâng người cầm màu 2. Và màu 2 tạt Xuân Thứ nhá. Chưa ai quản màu 2. Giờ đến thì hơi muộn. Đầu máu được nâng cấp đến cái dụ chim sẻ rồi. Bỏ bế lại nhà cửa bị một tờ nữa cho nó chắc chắn hơn. Đây là dân màu 2. Đang thủ được trước người cầm màu 2 với các bạn anh em nhá. Rất tự tin đây là Xuân Thứ. Đảm bài 81. Màu 2 lại vào nhà chim sẻ rồi. Cứ từ rồi. Và như vậy là Huy chết vào quản 2 rồi. Màu 2 sang bắn Huy một tên nhá. Để cho một tên quân đi thằng phía nhà em đấy. Đây là anh Huy. Vâng, vậy. Vậy đấy. Rồi, vậy nữa đi. Vâng, đang đi e đến từ Huy Xuân này. Bắt dân vào 1. Rất nhiều dân các bạn đây. Để hết gỗ rồi. Bảo quản nó 2 tơn nào. Đảm bài của Xuân là 33. Tránh tuyến PV nhá. Sao lại 72 cho các bạn quyết rồi. Và tỷ số là 3-0 dành cho game của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Kết thúc nào. Nhanh quá. Quá hợp lý đúng không ạ? 3-0 anh em ơi. Một trận nữa thôi. Rồi, anh cùng trở lại với trận đấu tiếp theo sau đây anh em nhá. Rồi vào đây các cụ ơi. Không được. Cũng thế. Yes, start the game already. Gold, please. Yes, start the game already. Chưa có không ạ?
Bao nhiêu bạn đã máu 3 đến từ cái thủ Xuân Thứ. Đánh kèo. Và những giờ đầu tiên thì trong bài đấu này, quả đầu đã có đấy, cái thủ Xuân Thứ rồi. Không có voi, không có hiệu nên chắc đóng BG thôi. Rồi, kết thúc được bạn trận đấu này anh em nhá. Bài đấu đầu cánh đến từ cái thủ Xuân Thứ có rừng thông đây rồi. Chúng ta có máy của game thủ anh Huy với mỏ quả đầu ở đây. Ủ ở đây mới là quả đầu anh em ạ. Còn lại BG thôi. Chậm dân không nhỉ? Cho một dân ăn quả ngay không là chậm đấy anh em ạ. Rồi cho dân cái đám bỏ quả này. Kịp không? Kịp không? Kịp, ok. Còn tiếp theo chậm chậm. Rồi đây là máy của game thủ chim sẻ. Làm vòng đi dò. Bây giờ cả 3 nhà đều đóng BG ấn quả. Và có 2 nhà quả phụ là sẻ và Huy rồi. Bài sẻ đã có voi, thế bài trong cánh nhưng nhà hơi rộng em ạ. 7 chết 1 dân đầu. Tiểu Lâm chết dần đầu anh em ơi. Và phím C nó không hỏng. Nhưng mà Tiểu Lâm lại chết dần rồi. Và Sẻ đã xin phép đi dơ ngang một trận cho nó cháy. Và bài Sẻ ta dừng dừa, bài cũng trống. Cú báo rồi. Em chào anh Nguyễn Minh Hiếu nhá. Hải thấy có mừng của anh chưa? Đâu để em kéo lên em xem nào. Ok anh ơi, đã xác nhận cho anh Hiếu nhá. Bốn không có quà, ok anh. Bú luôn. Bú lên các cụ ơi. Các bạn em chia nhau nào. Nhặt nhanh. Và như vậy là có thêm một bầy hiếu nữa dành cho game thủ chim sẻ trận đấu này. Hy vọng là chúng ta sẽ giành thắng với tỷ số là 4-0. Rực cháy lên nào. Bài quả phụ bầy hiếu bên ngoài dành cho game thủ chim sẻ thắng đây rồi. Chúng ta có máy của game thủ anh Huy nào. Huy đang có bầy hiếu đây, cố gắng nhặt nhạnh hai con về. Quả phụ cạnh mỏ vàng đây rồi. Quả phụ 5 cây tới game thủ anh Huy và đang chuẩn bị thiết kế chiếc ABG. Và như vậy sẽ lại báo về bài đánh ở nhà. Đánh nhà được. Đây là Xuân Thứ. Thế men nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ luôn. Và như vậy mình sẽ đập mở 1 đầu cánh nhá. Mã ra đầu cánh này. Hãy lên bổ luôn ông mã ra cho ông quyết sớm giống trận trước không nhỉ. Đang cố tìm một vòi nữa để Xuân Thứ. Đến đâu sau đấy lại có rừng thì sao bạn? Ra dò cái đi. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nán Studio. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều những ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, đã có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nán Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Rồi từ từ nào. Cho gọn gàng cái. Chào anh Nguyễn Mạnh Hoàng nhá. Đây sẽ đây dâng A không. Đánh ở nhà 25 dân. Như vậy là không dâng. Một đầu cánh thứ rồi. Vì sức không biết là có gần màu 7 không để có thể nick luôn cái ông chết dần đấy. Màu 1 ngay cạnh nhà rồi. BB đến chim sẻ. Xin lỗi BB đến Huy Sứt, bài 25 dân đánh nhà. Bài bình thường thôi. Đây ăn máy của anh thủ chim sẻ. Để đánh chắc nhà. Rồi xem thứ rồi. Nick nhau sớm thì à. Và anh kích đời trong chín rồi. Chào anh Trần Ngọc Thuận nhá, chào anh em. Rồi, như vậy là 9 phút 51 với bài 25 dân cộng 1 đấy là Xuân Thứ. Cái trận gỗ nào. Đúng rồi. Ok, lên cái trận gỗ. Xin lên bỏ quả đánh 5 ma cái nào. Giải quyết nốt mấy con hiêu này đã. Cho nó ngon nghẻ đi. Mày, ok. Láo.
Đang có tìm bỏ quả đây Xuân Thứ nhưng mà chưa thấy anh em ạ. Em ra đàn gỗ. Rồi tăng A rồi. Chưa thấy một quả đến hoa 40A rồi, và đây là BA thứ 5. Rồi thì... cố thì cũng phải cho thằng Tèo đi học các bạn ạ. Cầm bánh xe. Xong một vài dân. Một quả nào. Điểm lô. Cái ra đây, lấy gì. Vâng, 7-1 chưa lên đời. Tội này. Vợ vì xin soi thảm báo về 7-1 chưa lên đời. Ông 7 thì chết dần đầu. Ông 1 đều cánh Xuân Thứ. Ra đi đồng lô. Có quả nào. Đây rồi. Nhích tạm. Có gì ăn đấy bạn ơi. Cơm ăn cơm mà cháo thì ăn cháo vậy. Không thì ăn ăn đấy. Quân kiểu gì ấy. Trung quân kiểu túc tắc à. Cái đèn. Có con thì 50%, có con mới được có 20%. Như này quân mới bị lầy kia kìa các em ạ. Đang chỉnh lại thì ba con ra trước và hai thằng ra sau. Đây rồi. Ai à, mò kín thế nhờ. Kéo đấy. Mày chậm lô tiếp không. Đây. Đấy vậy, bốn bên kia rồi, 700 cánh đấy. Đợi trẻ lên không. Đó, đây này, hai anh em đích. Đó, vui. Đây là máy huy của chim sẻ. Cái sẻ sẽ đi vòng. Đang ra ruộng. Có 7 dâng A không nhỉ. Nghĩ lên muộn bên kia chắc là có cửa dâng A đấy. Sẻ đang đi vòng các bạn ơi. Chuẩn bị. Đau đấy. Buồn từ 6 giờ nick lại nhá. Con này thì nó đau chứ. Đi. Để luôn lách này thì ôi giời. Đâu rồi, đang bắn một rồi bạn ơi. Ok bạn vào đây, nó đang đấu ở trong đấy. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Rồi, một bay rùa. Ui giời. Ghi. Ây. Ghi. Ây. Kinh nhờ. Vậy quả e hơi khét đấy. Và gói đang bắn xong rồi, đang bắn xong rồi. Ok ok. Rồi giờ sẽ làm sao đừng té vội, có ai rồi. Vì sẽ được sẽ hỗ trợ một hơn. Một vị nick sang rồi em ơi, đang sang gần 12 giờ đây. Hai tơn luôn. Tham lại là 63 đến từ ví dụ chim sẻ và đang sang cứu Huy. Vừa đi đẩy cùng Xuân Thứ và sang cứu Huy trước một tơn, vì sẽ chú ý. Đâu, nó đâu, thằng nào. À, như vậy là có cả màu 7 và 4 ở đây. Kìa, bắn đi kìa. Ôi, thằng kia. À, đại điều quân đội bạn. Mình đang đứng dưới dốc, sẽ đang đấu quân với cả màu 4. Mình chưa có tờ mới gì bạn ơi. Ở đây là sang đây rồi. Đánh chó luôn. Vâng, à, ê, kêu 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 kêu. Và sau này là 64 thì bài đấu này. Thêm ruộng nữa đến từ cái thủ chim sẻ. Mất quân rồi nhá. Màu 1 lại về hồi ruộng chính rồi. Đây là ruộng người cầu 4 luôn. Để đăng ký lên nhà cầu 4 một tơn. Tôi thấy giật không, chỗ này nha. Chỗ này nha. Ừ. Mùa 1 chưa chết đâu, đó là hồi nhà chính đấy. Tham lai là 62 cho bài đấu này. Và đây là Asus TV với tham lai là 40. Mùa 4 vẫn đang áp lực nhà Wizard. Chưa đi bắt ai đó ở đây. Đây là máy của ý thủ Xuân Thứ. Thứ vào nick mùa 1 lại tơn nữa rồi. Đây, bây giờ đây, một tân đi vòng. Trong đó thì một chim sẻ, hôm nay là 63, 17, một tân ở giữa nhà và nhà chim sẻ rồi. Đó là Tiểu Lâm, quý xe đi kìa. Và đang có đỡ nhà bè cho quý sức. Một tân đi, 17 là đi vào, nhưng mà góc này kín rồi. Bắt hết tân này luôn.
Đi đâu mất đạo vậy? Vậy. Bắt được quân của người cơ 7 anh em ạ. Rồi lên làm lại ruộng trên này đã. 41 dân lên người cơ 7 nhá. Anh em cố gắng lên nào. Xuân Thứ bảo vệ 1-1 đã bỏ rồi. Xuân Thứ tham lái 70 cơ. Đợt này mà bạn tàn 7 thì nó chỉ có dãy nhảy ra thôi chứ. Đỡ thế nào được bạn. Một sang rẻ nhá, một sang rẻ đấy. Dưới nhà. Đấy, chủ con thôi. Xuân Thứ đang đấu quân người cơ 7 giữa map đây và bắn lại 1-1 rồi. Ok, một xí thức bay. Lên sau mông này nó quả các bạn. Chạy đây lùi đã, từ bên lại lùi đánh được, nó lại không tạt nữa nhá. Đúng rồi phải đầu phải đuôi đây. Hay chạy được, chuẩn bị ô 7 nhá. Huy đang đỡ trước thì cầm 4 với tham lai là 40 mình rồi. Ok sẽ của Huy sẽ úp 1-4, Thứ sẽ vào đi nick 1-7. Sẻ đã đấu 1-4 đây rồi. Tham lai là 90 nữa, chiếc sẻ của tham lai rất to rồi. Nâng cấp lốt công nghệ, nó chỉ là đầu máu. Bạn đi úp 7 đây bạn ơi. 7 sáng cứu đây rồi, sáng cứu đây rồi. Ok. Đi đâu rồi? Huy đang bị bắt tay trong nhà nên là chưa muốn ở đây. Đây rồi, đây rồi, đâu đây, bắn đây. Thứ đến 7 rồi nhá. Điều đây, ra lên. Thắng rồi đấy. Đúng không anh em ơi. Nghỉ hiểu ơi. Nghỉ ghi. Có bị đóng cửa mình. Dí. Và Thứ đang đây trộm người 7. Trong đó Huy và Sẻ đang dí nhá 1-4. 1-4 bay rồi bạn quýt luôn. Chắc chắn quýt. 4-0 anh em ơi. Không trượt đâu nữa rồi. Kéo này kéo khung cửa thau rồi. Đúng rồi, quýt đi các cụ ơi. Vâng, bạn vẫn chưa chịu quyết, còn đến 39 đến 1-4. Tham lai là 85, thì trẻ một tên nữa đẩy lên đầu máu đã có, Thứ đã tốt nhà mình cầm 7. Cầm 7 vẫn phải để quần ở đây, chứ bỏ quần ở đây là mất nhà 1-4 ngay, và mất nhà 1-4 thì 3 nhà tô vào 1-7 ngay. Tham lai là 86, thì phải đấu này. Ok, anh Hiếu ơi. Và như vậy, Thứ đồng tin báo về tham về 25 anh em ạ. Như vậy là 4-0 cái thì sẽ đinh ngay. Sẽ 200, Thứ 200, Huy 200, Hải 100. Ok anh Hiếu, đã xác nhận thông tin. Confirm nhá. Nó lại đè lại đấy nhá, Thứ mất tham sâu đấy. Rồi 4 bay rồi đấy. Huy hồi được chưa? Đây 1 nó vào tận đây rồi. Rồi 1-1 bắt đầu bò nhà chim sẻ, PA tiếp theo cái chim sẻ nắng. Đang ôm nhà PA 1-4, bật đây chỗ 1-4 cho dễ, bật điều ở nhà đi kìa. Đây là 1 tấn 1-1 đây, các bạn đang máy nhà chim sẻ. Thứ vừa mất tấn tham hơi sâu anh em ạ. Chưa tăng được A, ta gõ lại PA nào. Rồi 1-1 bay rồi. Tân dân của Thứ đứng chơi cho bên phía nhà sẻ đúng không? Bốn cả dân ra đảo bắn đi Vi ơi. Lùi tí đi. Cơ cấu nhà gái, có nhà cứng nào. BK đi. Cấp đào vàng luôn, đến cái thủ chim sẻ rồi. Và bên kia công ty báo về 1-7 đã 61 dân rồi anh em ạ. Chúng ta ốp nhà 1-4 nhưng mà trong thời khoảng gian đi ốp đó Xuân Thứ đấu quân 1-7 chết nhiều quá. Bị 1-1 bắn lại, 1-1 hồi lại mạnh quá rồi. Tham lai 102, Xuân Thứ sẽ có nhiệm vụ đi móc nhà người cầm 1-7 một tơn. Trẻ vẫn đang cố gắng đứng kê ở VA của Huy Sức khi mà đoạn đang dồn lên. Tham lai chim sẻ đang xuống 112. Vâng, bây giờ Xuân Thứ phải móc 1-7. Sẻ đang dồn tương quân tiếp viện gần đến rồi kìa. Đã bụng ra đào vàng mạnh một tơn để có thể kích 4. Tới rồi cái thủ chim sẻ, dí lên đây anh em. Huy Sức đâu rồi, lên. Ok. Bảy vẫn có quân thủ ở nhà anh em nhé. Vẫn nhiều quân đấy, đội 7, đội tâm. Trẻ là 7E, vẫn quân ở đây rồi. 1-1 đang đứng đội an, Thứ Thứ không vào móc được 1-7 rồi. Không thì phải quay lại móc 1-1 hay gì đó thôi. Tham lai đã số 122 để yêu chủ
chim sẻ chúng tôi còn đối với siêu thể ốp nhà một bốn với xuyên tạc của tân phát thăm đi rồi 70 dân đào phủ vàng và sẽ kích bốn đến một bảy phủ tân thôi sẽ phải đến bốn những đồng đội cần phải hồi một hồi khỏe lắm chắc là sẽ xem đẩy của bốn phải đâm ra một tân nữa đấy chắc là sẽ phải đến bốn mới đẩy được một thôi đẩy được vào được mà nếu như mà đánh viên thủ quân 14 cái nhà này thì sẽ nắm được bị nắm được quân vào thì tôi thề với bạn luôn vỡ bốn đi chơi gãy rồi tại sao không phải là bây giờ luôn một đồng đấy đang sang đấm vào một lại tơn rồi đang sang đấm vào một tơn rồi một đang đứng có ra xuống kìa đấm một tơn đi anh ấy phải đấm một tơn đấy nó hồi khỏe quá kinh rồi vừa kinh vừa đẩy ừ và 17 bằng dân chim sẻ rồi kinh đi bốn thành công rồi bo nhà chắc chắn lại nào nâng dần công nghệ đạp đôi thì nâng bài này phải đánh đạp đôi anh em ạ tí rồi quyết định đấm một tơn bây giờ đây nó kéo cái quân về rồi đấy vì phải đẩy quân ở bên sau để không được bởi những quân hút này đồng đấy quân nào như vậy là không đánh được 1-1 sẽ lại lùi trong 3 giờ đấy cho một tên vào 3 giờ tìm là đây này chạy đi kìa đây này chạy đi chạy đi nó ra đấy tham lai 141 đến từ chim sẻ rồi bắt đầu xin sọc đơn và tăng lờ đánh đạp đôi em ạ một bộ đã truy sát chim sẻ nào thử xem phải chạy cái góc đấy đi 141 7 đến 4 chưa Huy ơi em đọc thang cho 7 đến 4 chưa giờ như vậy thông tin báo về 7 chưa lên 4 một to lắm rồi 7 đến 4 xong rồi này bơm cho Huy sứt vàng lên bản đồ tăng L 7 đến 4 trước xẹp tí kích đạp đôi vào đây đâu vậy là một cơ hội đơn giới chim sẻ có tôi nghĩ là chỉ vào khiến cho bạn mất tay thôi trong 3 giờ không thấy gì quân 7 đâu hết nhở bốn đánh đi kìa 7 cũng đang đóng L rồi vào đây vào sâu bên trong bắn lưng đó không quân 7 đâu hết nhở và như vậy 7-4 đang sang Huy sang luôn đi bắt đầu có hot đến người cấp 17 rồi hai ba rồi dần dần cố bầu bầu tham lai chim sẻ là 144 và tham lai được xuống 150 càng nghĩ nhờ 0756 ăn gỗ và bạn bắt đầu lao vào cả hot cả sóng lớn đưa về và 7 đã bắt đầu yếu một tơn đau nhưng mà bị xẻ lủng vào như thế này rất đau rồi nhé ok đang chờ đạp đôi đây chưa hóa được đạp đôi đến từ viên thủ chim sẻ trong nhà vẫn đang rất là ngập rất là ngập này cả hot cả cũng được đang bắn nhau 17 cũng mừng đây 1-1 đến rồi nhưng có đạp đôi rồi vào đây tăng L dân kìa ok đã giữ nhà thành công tới viên thủ chim sẻ hồi lên anh em hồi lên anh em hồi mạnh lên nhá rất quan trọng là chúng ta có một bàn một hồi siêu khỏe anh em ạ cứ đang cố gắng cuối 1-1 1-1 cũng đã lên 4 xong theo thông tin báo về là như vậy khỏe thế bài trẻ hơi rộng đấy tham lai là 126 nữa bài đấu này 1-4 lại quay lại móc nhà chim sẻ rồi cạnh bếp một thế trận đội 4 đây cũng là 1-4 đây đi vào đánh 7 và tham lai ở số đó chính là 140 để đối thủ chim sẻ bắn tốt nhiều thủ cờ của đội bạn móc máy trong nhà đây nhà 1-1 lên 4 xong rồi thế trận này chúng ta không áp lực vào nhà đội bạn liên tục thì cũng sẽ rất khó bài này mà đánh thủ thì chỉ có vỡ thôi anh em ạ bởi vì cái nhà ta cái dãy bê này mà bị đấm vào thì vuốt đến tận óc luôn là
đang gặp cung cờ đối thủ đây và đang thêm BL về bên này. Đây dân 1-1 đây. Rồi làm tàn bạo một lần. Đúng như mũi mít. Một mũi tơ để cho một mũi không nở ra nào. Một bảy tay mình thèn một tơ rồi. Xe có 9 nhấp bàn rồi này. Rồi mũi kích 4 kìa. Chết. Rồi. Và chúng mình bảo vệ một mũi lại vào. Ok. Còn firm luôn. Có BL đứng kê đây rồi. Đóng cái BL nữa bắt 12 giờ nữa chắc. Đã hot thật ok. Đội bạn như thế nào tôi được quay đầu bỏ chạy hết. Làm lại 150. Đã mất luôn 17 giờ rồi. Ở trên rồi. Xong rồi em ơi. Dâm đến rồi. Ai. Đau quá các cụ ơi. Đinh thẳng trung tâm đầu não thế này. Đến 3 mấy hết nữa. Để nó xuống tận 50 và hot về đỡ. Đang 6 cho những đơn vị hot của mình. Mặt sau thì thấy cả bộ 4 đang bắn cả dân của game thủ Huy Sức thế kia. À đối với bên trong thì những game thủ trẻ win rồi và tỷ số cho cái gọi là 1-3 chứ không phải là 4-0 anh em ạ. Cày thế. Quả quê đến rồi mà lại thua trận này các chú ơi. Ôi hai kèo 4-1 vậy, chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây anh em ơi. Ôi, 4-1 thôi cũng được anh em ơi. Chấp nhận rồi. Cuộc sống mà. Đành nhặt nhạnh với cái kèo 4-1 này vậy. Chứ đừng có 4-3. Sợ lắm rồi. Chào anh chị Minh Cường nhá. Bi Hải ơi, trước về sớm thế à? Ở đâu anh? Hôm đấy em đưa mấy cháu nhà anh Hưng về chứ. Em trai Cường nhá. 4-3 5 lít kìa. Thôi anh ơi, em xin kèo 4-1 thôi ạ. 5 lít gì tầm này nữa. Mất hết rồi. Em trai anh Toàn Bùi nhá. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Hoan nhá. Anh check tin nhắn chờ anh nhá. Tổng 4-3 hai củ kìa. Thôi tránh thúc đồng ạ. Củ cùng gì tầm này nữa. Mất tất rồi. Vào đây các cụ ơi. Em quê Ba Vì anh Tiến ơi. Ba Vì Hà Tây. Tránh Đoàn Hữu nhá. Này thì không cửa thua à. Hai ông không lên đời rồi mà vẫn thua trận này được. Cày. Tránh Thái Doãn Hồng ạ. Rồi kết thúc đi. Yes. Em ở Cẩm Lĩnh anh Tiến ơi. Yes. Start the game already. Đây là màu 6 dành cho đối thủ chim sẻ. Một thế bài đầu cánh nhìn lên đất này chắc là sẽ có đồng đội dâng A cho rồi. Rồi làm trận dâng A kết thúc đi. Trận trước sẻ dâng A có khi ngon. Bắn gãy 1 xong kết hợp một thứ vào ôm 7 làm thằng nào đỡ được. Rồi anh em.
Nét luôn. Xe lại có bị dâng lại đánh ở nhà. Rồi đây sẽ chiếc BG để khai thác một quả đầu, đó chính là 6 cây tới từ cái vụ chim sẻ. Một vài đấu như thế này, một cái voi thông hiệu rừng rú quanh nhà đây rất là nhiều đấy rồi. Đúng rồi anh ơi, cái chơi học vất vả đấy anh ạ. Đánh nhau từ xóm 5 cho đến tận tòng bạt cho đến khê cống khê thượng này. Đánh cả đàn thề đến thuần vĩ này. À, mà nãy của thủ anh Huy phải hiểu đưa về 5 con 6 con hiểu đến Huy Sơn. Chúng ta có nãy của game thủ Sơn Thứ với 1 quả phụ đây rồi. Quả đầu quả phụ. Không biết là Huy Sơn trận này Huy Sơn 2 không phải là cả 3 cái thủ đánh chắc nhà này. Bài Huy Sơn đang khá nhiều rừng đấy. Có cái rừng chắn trước cửa 12 giờ, 3 giờ đều có rừng luôn. Mà này rất là đẹp để đánh chắc nhà rồi. Rồi làm bài kín nhà là đẹp đúng không anh em? Quá tuyệt vời, thế sao không gặp anh nhỉ? À? Em xem 94 anh ạ. Em cảm ơn anh Hoan nhá. Rồi, cái video này thôi. Người thì như con cua suốt ngày khoe đấm nhau à. Cua cặp nó mới khỏe, nó mới đau anh. À, đã có quả phụ đều ý sức đây rồi, hay yêu hay quả. Chúng ta có văn máy của cái vụ chim sẻ nào. Nghe đầu chuẩn bị thiết kế rồi. Mấy hiểu đây thì xử lý thế nào được. Rồi xem lùi này về thôi. Học cùng lực giáp à? Đúng rồi anh ơi, lực giáp núp học cùng em anh ạ. Giáp thì xét vai bế gọi em một chú. Thế khả năng nhìn nhau biết mặt đó à? Ok anh. Thế bạn chú với cả Hiệp hình như anh Tiến thì quen nhỉ? Anh Tiến này 93 đúng không nhỉ? Xử lý bầy hiêu đến từ cái vùng chim sẻ, bài hơi lộng hoàng em ạ. Thêm bầy hiêu bên ngoài. Đây, thêm bầy hiêu nữa. Bài xấu đấy, bảy đấy xe giò đấy nhá. Tiểu Lâm đấy. Hai đầu cánh cho thứ rồi. Để thế làm cái bình kia. Em nhận đôi với cái vụ chim sẻ. Vâng, và trước khi đến với cuộc giao tranh ở trận đấu này, em tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Đang có voucher toàn sàn cho anh em với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng thêm bông tắm khi anh em mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nam Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Alamaz. Rogan. Oklahoma. Holmes. Hilary. Hilary. 26 dân để cho cái đủ chim sẻ trận đấu này. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ gần màu 2 TT Lab. Chạy toàn rằng nhá. Em hôm nay cũng vừa đi qua Phúc Thọ nhà anh đây. Nay 1 giờ 15 từ Hà Nội về Ba Vì. Xong thì lại từ 3 giờ từ Ba Vì lên Hà Nội. Chạy liên tục. Oh, 26 dân dành cho Rapper. Quy sức cũng là bài đánh chắc nhà, không ai đi dâng ở trận đấu này cả. Còn sẽ đối đầu với Tiểu Lâm. Chắc là game thủ anh Huy sẽ đẩy cho game thủ chim sẻ cái này thôi. Không, em không đi qua Tam Hiệp anh ạ. Em đi Đại lộ Thăng Long rẽ vào Thạch Thất. Xong từ Thạch Thất rẽ về Phú Thọ. Từ Phú Thọ đi qua Sơn Tây về về Khoái về Ba Vì thôi. Yuri.
đây máy của game thủ chim sẻ đi. Vị trí nhà là 7, 17 khá là xa nhà chim sẻ nhá. Gần góc 6 giờ luôn. Đến vài chiếc ruộng nữa để cho bài đấu này. Cái này xem thứ đi anh em. Thứ đối đầu với tiền tiền làm. Để khóa nghe qua Ngọc Hà. Ngọc Hà là ngày xưa thôi, bây giờ Ngọc Hà gì. Ngày xưa hát ở Ngọc Hà nó còn như cái động thôi. Đây kiểu di động. Cháy mấy bảy bao nhá. Ủa, ăn nhanh nào còn đi ngủ sáng mai dậy sớm 5 giờ đi bơi em ơi. Anh bơi đâu ấy? Bơi sớm đấy. 5 giờ sáng đi bơi. 4A thì xuất thứ rồi. Ok anh Toàn ơi, tuần 2 đã có đấy từ Dapper và đã cùng xem Dapper đối đầu thế làm như thế nào nào. Đã mò rộng tơn rồi rồi, để tránh những uống một máy bên phía đối bạn. Rồi con lên. Bảo Huy đẩy cái kia. Như vậy là cả 6 game thủ đều đánh chắc nhà. Không thấy có ai đi dâng Nga rồi. Đây rồi, cũng là có 2 đến rồi. Bắn tên này trước. Đấy kia điều một tí nào. Rồi, ăn được một con tên này là lùi. Tên này cũng lùi đợi tên nữa. Vâng, như vậy 1 dâng Nga. Hay gửi một tên vào quản 1 luôn đi. Vòng ra ngoài em ơi. Vâng, như vậy sẽ báo về 1 dâng Nga. Vậy chưa thấy đội bạn vào và không thấy một sóc dân. Đây là tiếp theo. Đây rồi, một đến rồi nhá. Có sẻ đấy. Mình sẽ ra mặt giữa nhà thì PA đi cho người cùng một mà nick vào. Ôi, này vàng tốt rồi. Sẻ nhá. Còn không được. Ăn được hết tân con này cùng một luôn. Rất khéo. Và một người đến đây rồi. Nào rồi, ta này bị nick rồi. Và về E đến số 3. Các bạn chia sẻ đang ở số đó là 42 trận đấu này. Vì đâu? Nhà Huy khá là xa, nhà chim sẻ bây giờ mới gần đến thôi, sẽ là phải dẫn quân bên trong. Đường tiếp theo, kéo hết vào trong nào. Rất đông quân đội bạn khi mà cả 1-1, 1-7 ốp vào. Chưa thấy Huy chân đến, 3-7-E đến từ cái thủ chim sẻ. Đã bị thẳng bắt ban này đã. Rồi, E tiếp. Đội bạn vẫn lọt. Tiếp tục 7-E đến từ chim sẻ, tiếp tục 7-E, hay quá. 3-7-E thủ nhà rất kéo đến từ chim sẻ, Huy chân đã đến nơi rồi. Tiếp tục 3-7-E, tiếp theo nở ra. Bắn được quân cả 1-1 bên trong. Nhà cực kỳ dẻo anh em nhá. Xem tơ thủ nhà hay thế chứ. Huy sứt đâu? Huy sứt tạm lại 6-1 rồi. Đã dồn ra để chơi luôn, 7-E nhá. 7-E nhá. 7 nhiều lên, chỉ 7 một cái trong thôi. Xẻ 7 rồi bắn em. Tiếp tục 7 đấy anh Huy, hay quá rồi. Và như vậy thông tin bảo vệ máu 2 không tàn được ở cái bên này nên Huy sứt thoải mái. Và như vậy sẻ đang gọi Huy đẩy luôn. Đây là game thủ chim sẻ. Đi qua khe đấy gặp luôn đấy Huy ơi. Bắn kìa. Đây là cung đường 17 Tiểu Lâm. 3-7-E đến từ game thủ chim sẻ để bắt quân của Tiểu Lâm ở trong game này. 5-A và đang bắt đều dồn lên. Đã nhìn thấy BA 1-1 rồi. Và như vậy là ốp A 1-1 đã vậy. Chưa vội vào. Thứ đang quản đấy rồi, thứ quản một rồi. Thứ một chạy hết rồi. Đốt A một đi rồi, ốp thằng 7 là xong. Đốt A một đi, quyết rồi, và tỷ số ấn định là 4-1 anh em ơi, đơn giản quá rồi. Kết thúc buổi tối ngày hôm nay với tỷ số là 4-1 dành cho bộ ba Việt Nam chúng ta. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Anh em thấy bắn như vậy là ok.